Võ Thế Kỳ xin được hân hoan và nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo, quý bậc phụ huynh và các bạn học sinh đang cùng nhau hiện diện và có mặt trong chương trình Tri thức là sức mạnh. Chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng ngôi trường Trung học cơ sở Minh Hạ trong buổi sáng ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Thế Kỳ thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin được gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị thân mến, chương trình hoạt động trải nghiệm là một trong những chương trình vô cùng ý nghĩa và thiết thực, là một hoạt động được diễn ra ở rất nhiều nơi trên các trường tiểu học, trung học cơ sở trên cả nước. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa giúp các bạn học sinh được giảm căng thẳng sau những ngày học tập vất vả, giúp các em được hòa mình vào không gian truyền thống, cùng với đó là những trò chơi dân gian vô cùng bổ ích và lý thú. Nơi đây có thể nói rằng là một bức tranh thu nhỏ của đời sống nông thôn, nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng mà có lẽ không vùng miền nào nước ta không có. Kính thưa quý vị thân mến, thông qua chương trình giúp các bạn học sinh giáo dục các em cùng hướng về cội nguồn, biết yêu thương và trân trọng những giọt mồ hôi của người lao động, biết sáng tạo những điều tuyệt vời nhất. Và có mặt trong sự kiện ngày hôm nay, thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi xin được hân hoan và chào đón sự hiện diện của quý vị đại biểu khách quý đã cùng bớt chút thời gian quay trở về đây. Về phía đại diện khách mời, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện về đại diện cha mẹ học sinh. Chúng tôi xin được chào đón sự hiện diện của ông Nguyễn Đức Kỳ, trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh. Với phía đoàn trường, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy giáo Phùng Thanh Sơn, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Xin được hân hoan giới thiệu sự hiện diện của thầy giáo Cấn Minh Thiết, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường. Và cùng với đó là sự hiện diện của tất cả những giáo viên, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh thân yêu của ngôi trường Trung học cơ sở Minh Hạ đã cùng nhau hiện diện và có mặt trong sự kiện đặc biệt ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, có lẽ rằng để trước khi cùng bắt đầu vào những phần chính trong sự kiện ngày hôm nay, ngay sau đây Thế Kỳ xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu sự hiện diện của thầy giáo Phùng Thanh Sơn, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường sẽ cùng lên khu vực sân khấu có đôi lời phát biểu và khai mạc chương trình. Xin trân trọng kính mời thầy. Thưa ông Nguyễn Đức Kỳ, trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh của nhà trường. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Lời đầu tiên xin được gửi tới các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các anh chị trong công ty Hoàng Yến cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Lời chúc sức khỏe và lời chào thân yêu nhất. Trân trọng cảm ơn. Vâng, để kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chủ tịch sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, trải qua các giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lớn mạnh không ngừng và luôn là cánh tay phải giúp đỡ đắc lực cho Đảng Cộng sản Việt Nam, là tổ chức đại diện cho các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn ra sức phấn đấu, rèn luyện, phụng sự, hy sinh trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Được sự nhất trí của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thạch Thất, của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Canh Đầu, sự nhất trí cao của chi bộ và hội đồng sư phạm nhà trường, và đặc biệt là sự ủng hộ đồng hành nhiệt tình của toàn thể các em học sinh, các bậc phụ huynh của trường Trung học cơ sở Minh Hà, ngôi trường mang tên anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Thị Sinh, bí danh Minh Hà, người con ưu tú của địa phương Canh Nậu. Và để thực hiện tốt kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2022-2023, hôm nay ngày 21 tháng 3 năm 2023,
trên sân trường thân quen của chúng ta, nhà trường kết hợp với công ty du lịch và giáo dục Hoàng Yến hân hoan tổ chức ngày học tập trải nghiệm giáo dục ngoài giờ lên lớp, nhằm mục đích tạo một buổi giao lưu vui chơi học tập, mở rộng kiến thức hiểu biết, nâng cao năng lực giao tiếp, ứng xử, xử lý các tình huống thực tế, nắm bắt các kỹ năng sống hàng ngày, đặc biệt là tạo một động lực mạnh mẽ thúc đẩy tinh thần ý thức tự giác phấn đấu vươn lên trong học tập rèn luyện, giúp đỡ bạn bè, ông bà, cha mẹ, tạo sự gắn kết, thấu hiểu và sẻ chia giữa gia đình, thầy cô và các em học sinh. Vâng, vì những mục tiêu tốt đẹp trên, tôi xin tuyên bố khai mạc ngày hội học tập và trải nghiệm của học sinh trường Trung học cơ sở Minh Hà, Canh Nậu, năm học 2022-2023. Xin được kính chúc các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo, các anh chị trong công ty Hoàng Yến và toàn thể các em học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc ngày hội trải nghiệm diễn ra an toàn, hiệu quả và gặt hái được nhiều bài học bổ ích. Và rất đặc biệt, thầy chúc các em học sinh khối 9 đạt được kết quả thật cao trong kỳ thi vào lớp 10 sắp tới. Trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn những lời phát biểu, chia sẻ và khai mạc đến thầy giáo Phùng Thanh Sơn, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Và không biết rằng các bạn học sinh đã sẵn sàng đến với những hoạt động trải nghiệm ngày hôm nay chưa? Sẵn sàng chưa? Ăn sáng chưa? Sao trả lời bé thế? Sáng ăn gì vậy? Bánh mì hay là xôi hay là con trai vào bằng bánh mì? Ăn sáng chưa? Sẵn sàng chưa? Ngay bây giờ anh Ngô là các bạn học sinh thân yêu của ngôi trường Trung học cơ sở hô thật lớn tên trường của chúng ta và đấm tay lên trời 3 lần được không? Hãy như lời khẳng định là sẵn sàng đến với những hoạt động trải nghiệm tuyệt vời ngày hôm nay. Sẵn sàng thật chưa? Các bạn học sinh thân yêu của ngôi trường Trung học cơ sở. Cô làm sao bán kính 3 km họ cũng nghe thấy nhá? Hô thật lớn tên trường à? Minh à? Minh à? Minh à? Để hôm nay tất cả những thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và khách mời đều cảm thấy được năng lượng của các bạn. Lại nhá, các bạn học sinh thân yêu của ngôi trường Trung học cơ sở. Thầy khối 8, khối 9 không lâu à? Một lần cuối cùng rồi mình đi chơi nhá, chuẩn bị. Các bạn học sinh thân yêu của ngôi trường Trung học cơ sở. Như vậy là tôi biết rồi. Vậy riêng lớp mà hô co tí chút đi đầu tiên. Ok chưa? Và kính thưa quý vị thân mến, và đúng với truyền thống, đặc biệt là cùng nhau theo chủ đề ngày hôm nay, chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức một món quà đến từ công ty du lịch Hoàng Yến và giáo dục TNT. Một món quà vô cùng đặc biệt và ý nghĩa, tiết mục múa trống truyền thống. Xin mời quý vị cùng nhau thưởng thức. Xin mời. Và một chào rất thật lớn từ các bạn học sinh thân yêu được không ạ? Xin mời các bạn.
Thì cùng nhau gửi tặng quý vị một tiết mục mùa trống truyền thống vô cùng đặc biệt. Hãy cùng trao yêu thương và một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Và kính thưa quý vị thân mến, đặc biệt rằng trong chương trình ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những hoạt động trải nghiệm vô cùng đặc biệt và ấn tượng. Trước khi đến với những màn văn nghệ biểu diễn tiếp theo, chúng tôi muốn rằng xin được mời tất cả những bạn học sinh, chúng ta hãy cùng làm một điều cực kỳ đặc biệt. Chúng ta hãy cùng ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay bằng flycam từ trên cao nhìn xuống. Ở trên cao chúng tôi đang gắn một công nghệ hiện đại nhất, bán kính khoảng chừng 100m từ trên cao nhìn xuống. Và bây giờ, để có những bức hình đẹp nhất, xin mời các bạn hãy ngồi thẳng lưng ghế, tay đặt lên đùi. Thẳng hàng chưa? Thẳng hàng chưa? Bây giờ sẽ có một phần quà đầu tiên là 5 phiếu tin, và lớp đó sẽ được đi chơi đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Khi anh ô, tay ở đâu là tay ở đâu? Các bạn cùng nhau giơ tay cao và trả lời thật lớn. Là gì? Tay ở đây là tay ở đây nhá. Nhắc thử này. Cho anh hỏi, tay ở đâu là tay ở đâu? Ở phía dưới sao ạ? Hai tay đâu là hai tay đâu? Xin mời tay hình chữ V giơ cao lên ạ. Giơ cao lên ạ. Mong rằng các bạn ở phía dưới cùng giơ nhá. Ngay bây giờ khi anh bảo vỗ tay một cái, các bạn vỗ tay một cái xong giữ ở vị trí chính giữa cho anh. Vỗ tay một cái đều hơn nhá. Vỗ tay ba cái. Sao anh chị khối 8, khối 9 vỗ sai nhiều thế nhở? Vỗ tay 5 cái. Vỗ tay 7 cái. Một lần cuối cùng vỗ tay 10 cái. Ok, bên anh hỏi tay đâu, tay đâu? Bây giờ sẽ có một cơn gió lặng thổi ngang qua đây làm mát các bạn để chuẩn bị đến với những hoạt động trải nghiệm. Khi anh ô từ gió thổi đung đưa cánh tay trả lời thật lớn là gì rào nhá. Xong rồi, gió thổi sang bên trái thì nghiêng sang bên trái, gió thổi sang bên phải nghiêng sang bên phải cho anh. Rồi, cho anh gọi gió thổi cái gió trường mình bé thích à? Lại nhá, gió thổi gió thổi. Gió cao tay à, gió thổi gió thổi. Xin mời gió thổi sang bên trái. Gì sao đâu? Gió thổi sang bên phải. Sang bên trái. Gió thổi về đằng trước. Giơ tay lên cao và vẫy tay chào với lên cao mà. Giơ thật lớn nha. 1, 2 từ ạ, anh xuống thật đi ạ. Rồi, vẫy tay chào và giơ thật lớn là chuẩn bị. 1, 2 mà. Giơ to lên ạ. Giơ nhẹ thế. Ok, một chào vỗ tay để cảm ơn với lên cao ạ. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Vỗ tay cao ạ. 18 này không rồi. Vỗ tay cao đều lên, đều lên. Vỗ tay cao lên. Một lớp. Hai lớp. Ngồi xuống. Ba lớp. Ok.
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn Hương Trần, vỗ tay vô cùng nồng nhiệt. Và ngay bây giờ xin được mời tất cả các anh chị hướng dẫn viên của du lịch Hoàng Yến và công ty TNT sẽ cùng quay trở về vị trí đầu tiên của lớp mình, sẵn sàng để với những hoạt động trải nghiệm ngày hôm nay. Và xin được mời các bạn, chúng ta cùng nhau đứng dậy. Xin mời. Xin mời tất cả.